Sáng ngày 25 tháng 11, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức chương trình chia sẻ khó khăn đón xuân ấm áp, trao quà cho 200 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình cùng người dân thắp sáng đèn trên biển do Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Nam Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại chương trình, Phó Tổng biên tập Nguyễn Thái Bình cho biết, ngoài hoạt động chuyên môn trong năm 2023, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức chương trình cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ giúp đỡ ngư dân 28 tỉnh thành giáp biển yên tâm vươn khơi bám biển. Theo ông Bình, tỉnh Bình Thuận là địa phương thứ 9 và là địa phương cuối cùng trong năm 2023 tổ chức chương trình cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển. Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình, thành phố Phan Thiết cũng là địa phương đầu tiên Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao 200 phần quà giúp bà con vui xuân đón Tết. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết Nguyễn Nam Long bày tỏ sự xúc động trước tấm lòng của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh và các nhà tài trợ. Theo ông Long, trong suốt nhiều năm qua, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã sâu sát, song hành cùng thành phố Phan Thiết nói riêng và tỉnh Bình Thuận trong việc phát triển kinh tế xã hội. Để có được chương trình ngày hôm nay, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành cầu nối để đưa 200 phần quà đến cho bà con khó khăn. Đó là điều mà lãnh đạo thành phố Phan Thiết rất trân quý. Nhận quà từ chương trình, nhiều người dân xúc động cho biết nhờ có phần quà từ chương trình mà Tết 2023 sẽ được thêm đủ đầy. Những phần quà rất là giá trị, hỗ trợ cho bà con của mình, phải nói là đầy đủ ý nghĩa, sữa, cháo, rồi mì tôm, nói chung là dùng thực phẩm để ăn bữa ăn hàng ngày. Cũng cảm ơn của chương trình tài trợ cho bà con cô bác, cũng nhờ cái món quà này chúc cho gần ngày Tết lễ đến, năm mới an khang bình dưỡng. Dịp này, ban tổ chức đã trao quà cho 200 gia đình khó khăn trong chương trình chia sẻ khó khăn đón xuân ấm áp. Mỗi phần quà gồm mì ăn liền, sữa, cháo, gia vị, nước chấm và 500.000 đồng.